Bác sĩ Đỗ Hồng Hiên, chuyên gia dịch tễ của WHO tại Việt Nam cho rằng Việt Nam chưa có báo cáo ca bệnh nhưng chỉ là vấn đề thời gian, cũng có thể đã có sự lây truyền trong cộng đồng. Theo WHO, các triệu chứng thường thấy là sốt, đau đầu, đau cơ, đau lưng, sưng hạch bạch huyết, ấn lạnh, mệt mỏi, phát ban. Bệnh thường nặng ở trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người suy giảm miễn dịch. Bệnh có tỷ lệ tử vong dao động từ 0% đến 11% đậu mùa khỉ ở người lây truyền khi tiếp xúc trực tiếp gần lây qua vết thương dịch cơ thể giọt bắn lớn của đường hô hấp và qua tiếp xúc với các vật dụng đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh sự lây truyền có thể xảy ra qua nhau thai từ mẹ sang thai nhi hoặc khi tiếp xúc gần trong và sau khi sinh bệnh thường khỏi sau vài tuần nhưng cũng có biến chứng biến chứng phần lớn từ các nốt phát ban nếu để nhiễm trùng có thể dẫn đến hoại tử ảnh hưởng đến phổi nhiễm trùng máu mất nước viêm não vì vậy, theo bác sĩ Đỗ Hồng Hiên, Việt Nam phải chuẩn bị năng lực về chẩn đoán cách ly cũng như quản lý để khi có ca bệnh thì sẽ hạn chế tối đa tốc độ lây lan cũng như tử vong. Về sinh phẩm xét nghiệm, hiện nay Nhật Bản sẵn sàng cung cấp cho Việt Nam một số sinh phẩm nhất định và sẽ được chuyển về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc phối hợp chặt chẽ với WHO, CDC Hoa Kỳ và các đơn vị liên quan, khẩn trương xây dựng kế hoạch đáp ứng với bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam. Về chẩn đoán, do Việt Nam chưa có bộ kit test đậu mùa khỉ, trước mắt dựa vào triệu chứng lâm sàng để sàng lọc. Sau này có các chẩn đoán cận lâm sàng đặc hiệu sẽ áp dụng đối với công tác điều trị tiến sĩ nguyễn trọng khoa phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết đã có hướng dẫn chẩn đoán điều trị ngay trong tuần này cục sẽ tiến hành tập huấn cho các cơ sở y tế